Đây một vườn bầu của bác nông dân. Bác nông dân trồng nguyên một vườn bầu. Cây nhà lá vườn chỉ có một gốc bầu nhưng mà ra khoảng chừng 30-40 trái, 30-40 nụ. Quá thấy bầu luôn. Đây phức phức không thấy. Đây đây một trái. Đây. Nó cái bầu bác nông dân đây, đây nữa đây. Nhóc hết trơn. Bên kia nữa nhiều bầu dữ lắm luôn. Nụ nữa nè, đây. Điểm hết 40-50 trái luôn á chứ không phải 30-40 đâu. Rồi xong vườn bầu.